Xin chào các bạn đã quay trở lại với review game của GameHub.vn. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến một tựa game casual mới, đó chính là Giấc mơ ngôi sao. Game này thì có nội dung khá là hài hước và gameplay thì cực kỳ đơn giản và dễ chơi. Vừa rồi thì chắc hẳn là các bạn đã gặp cậu bé Tito. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào game để xem những câu chuyện xoay quanh Tito như thế nào nhé. Game này thì kể về cậu bé Tito cực kỳ đam mê ca hát này và ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên thì giọng hát của cậu ấy thực sự là rất khủng khiếp nên là suốt ngày bị hàng xóm ném gạch với cả ném dép vào mặt. Bạn sẽ phải điều khiển Tito né tránh gạch đá để làm sao kịp thể hiện trong vòng 1 phút 30 giây. Ngoài ra thì bạn cần phải tránh gạch này, dép này cũng như là cả bác bảo vệ nữa. Về thao tác trong game thì cũng khá đơn giản. Ngay trên màn hình thì đã có các phím điều chỉnh như là sang phải, sang trái hay là nhảy lên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào game luôn nhé. Đấy, nhiệm vụ của bạn rất đơn giản. Bạn chỉ cần sang phải, sang trái để né tránh dép cũng như là gạch. Ui. Game này thì đem đến một thông điệp khá là ý nghĩa, đó là bạn đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ cũng là đừng bao giờ bỏ cuộc. Theo như mình biết thì game này là một trong số 50 game xuất sắc nhất của cuộc thi Bluebird Award 2015, cuộc thi lập trình game trên thiết bị di động do công ty cổ phần Chim Xanh cùng với VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Trong cuộc thi này thì có rất nhiều tựa game thú vị. Ôi, vừa rồi thì mình đã bị chết mất rồi. Còn một điểm nữa khá là đáng lưu ý trong game này, đó chính là bạn phải làm sao cho Tito có thể đứng im một chỗ hát được thật nhiều nốt nhạc. Như bàn vừa rồi thì mình để cho Tito chạy qua chạy lại nhiều quá nên là cậu ý mới chỉ hát được có 5 nốt thôi. Chúng ta phải làm sao mà chọn được vị trí cho Tito đứng hát được thật nhiều. Thật ra mình thấy giọng hát của Tito cũng không đến nỗi tệ đâu, có thể là hay hơn mình. Ui. Chạy thôi. Mình đã được 51 giây rồi. Game này thì gameplay đơn giản cũng như là tính giải trí cũng khá là cao. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua một số điểm về Giấc mơ ngôi sao cho các bạn. Hy vọng là các bạn cũng sẽ đào game này về để thử trải nghiệm. Và đừng quên đồng hành với GameHub.vn trong những số review game tiếp theo nhé. Ui. Được có mỗi 3 nốt nhạc thế này.